Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp về tình hình xung đột tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Chiến sự Nga-Ukraine ngày 19 tháng 3, Ukraine mất quyền tiếp cận biển Azov, Nga phong tỏa các thành phố lớn. Nga đang thắt chặt thòng lọng xung quanh thành phố Mariupol trong khi người dân cấp tập sơ tán khỏi thành phố. Các thành phố lớn nhất của Ukraine đang bị phong tỏa. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, phương Tây lo ngại Nga sẽ đánh lớn trong những ngày tới. Thắt chặt thòng lọng. Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 18 tháng 3 nói rằng họ đã tạm thời mất quyền tiếp cận biển Azov trước những bước tiến của Nga xung quanh Mariupol. Lực lượng chiếm đóng đã thành công một phần trong khu vực hoạt động của Donetsk, tạm thời tước quyền tiếp cận biển Azov của Ukraine, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết. Bộ này không nêu rõ liệu Ukraine đã lấy lại được quyền tiếp cận biển hay chưa, nhưng nói rằng các lực lượng Nga đã bị đẩy lùi khỏi các cuộc tiếp cận về phía nam thành phố Mykolaiv. Trong khi đó, phía Nga hôm qua nói rằng họ đang thắt chặt thòng lọng xung quanh Mariupol. Các hình ảnh vệ tinh hôm qua từ Masa Technology cho thấy một hàng dài ô tô rời khỏi Mariupol khi mọi người cố gắng sơ tán, cũng như cảnh tượng nhà cửa, tòa nhà chung cư và cửa hàng bị tàn phá. Phía Ukraine đưa ra thông tin quân nhân Nga đã nã pháo vào các tòa nhà dân cư, khiến 4 người không qua khỏi và hàng chục người khác bị thương. Lực lượng Azov cực hữu kháng cự ở Mariupol. Cho đến giờ, Mariupol là nơi bị tàn phá nhiều nhất ở Ukraine. Báo DW của Đức cho biết tiểu đoàn Azov cực hữu đang bảo vệ thành phố. Azov đã đăng lên trang Telegram của họ hình ảnh nhiều xe thiết giáp của Nga bị đốt cháy và tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu nhiều lính bộ binh của Nga. Theo DW, Mariupol là nơi tiểu đoàn Azov thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine và do đó trực thuộc Bộ Nội vụ, đặt trụ sở chính. Các chiến binh của họ được huấn luyện tốt, nhưng đơn vị này bao gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc và cực hữu cực đoan. Chính sự tồn tại của Azov là một trong những lý do khiến Nga phát động cuộc chiến chống Ukraine. Nga siết chặt vòng vây ở Kiev. Quân đội Nga tiếp tục dội mưa đạn vào các thành phố của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev, và tấn công một cơ sở sửa chữa máy bay ở ngoại ô Lviv gần biên giới với Ba Lan. Theo phân tích của Maxa Technology và các hình ảnh vệ tinh, quân đội Nga đang đào sâu và xây dựng các ụ đất xung quanh thiết bị quân sự của họ ở phía tây bắc thủ đô Kiev của Ukraine. Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy các gờ bảo vệ xung quanh các thiết bị quân sự của Nga gần Ozera và căn cứ không quân Antonov. Các thiết bị quân sự bổ sung của Nga và một số công trình xây dựng bằng đá hộc cũng được nhìn thấy ở làng Vizika và Perestanka về phía tây bắc. Tướng Oleksandr Paliut, người đang lãnh đạo lực lượng phòng thủ khu vực xung quanh thủ đô Ukraine cho biết lực lượng của ông có vị trí tốt để bảo vệ thành phố và thề: "Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, đến hơi thở cuối cùng và đến viên đạn cuối cùng." Zelensky, Nga phong tỏa các thành phố lớn nhất. Giám đốc tình báo quốc phòng Anh James Hawkenhull cảnh báo rằng sau khi không chiếm được các thành phố lớn của Ukraine, các lực lượng Nga đang chuyển sang chiến lược tiêu hao sẽ dẫn đến việc sử dụng hỏa lực liều lĩnh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đang phong tỏa các thành phố lớn nhất. Ông cáo buộc người Nga đang ngăn cản nguồn cung cấp đến các thành phố xung quanh ở miền Trung và Đông Nam Ukraine. Về phía Nga, trong lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng của Tổng thống Putin kể từ khi bắt đầu chiến tranh, ông đã ca ngợi quân đội Nga sánh vai, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Ông nói, "Chúng ta đã không có sự đoàn kết như thế này trong một thời gian dài." Ông nói thêm trước sự cổ vũ của đám đông tham dự lễ kỷ niệm 8 năm ngày sáp nhập Crimea. Trả lời phỏng vấn độc quyền CNN ở thủ đô Sofia của Bulgaria, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm thứ Sáu nói rằng Mỹ đã thấy một số sai lầm của Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Ông Austin cho rằng người Nga đã không tiến bộ nhanh như họ mong muốn. Austin nói với CNN rằng người Nga đã vật lộn với công tác hậu cần và ông không thấy bằng chứng về việc sử dụng tốt các thông tin tình báo chiến thuật cũng như sự tích hợp khả năng trên không với cơ động trên bộ. "Tôi nghĩ Nga đã hình dung rằng họ sẽ tiến nhanh và rất nhanh để chiếm thủ đô. Họ đã không thể làm được điều đó," người đứng đầu Lầu Năm Góc nói. Nga sẽ nhằm vào các đoàn xe cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo sẽ nhằm vào các đoàn xe cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông nói, người Nga đã nói rất rõ ràng rằng bất kỳ hàng hóa nào đi vào lãnh thổ Ukraine mà chúng tôi sẽ coi là mang theo vũ khí sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp, theo kênh truyền hình nhà nước RT. Các nước NATO bao gồm cả Mỹ đã cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine, từ máy bay không người lái đến tên lửa chống tăng. Ông Lavrov cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa do Liên Xô và Nga sản xuất vốn được cung cấp cho một số nước NATO không thể được chuyển giao hợp pháp cho các nước thứ ba, theo TASS. Đáp lại, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói trong cuộc họp báo hôm qua rằng Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ các hành động leo thang của Nga cũng như liệu Nga có tiếp tục hành động sau lời đe dọa đó. Bà khẳng định một số đoàn xe cũng đang hỗ trợ nhân đạo, và NATO sẽ tiếp tục làm việc đó.
Đồng thời, Psaki nói thêm rằng không có quân đội Mỹ nào hoạt động bên trong Ukraine, với tất cả các lực lượng Mỹ chỉ hoạt động trên lãnh thổ NATO. Trên bàn đàm phán hòa bình, hai bên đang nửa chừng về vấn đề phi quân sự hóa, mặc dù tình hình xung quanh vấn đề phi phát xít hóa vẫn còn khác biệt. Moscow và Kiev đã đạt được những tiến bộ nhất định trong các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, thu hẹp được khác biệt về việc Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và chấp nhận quy chế trung gian. Người đứng đầu phái đoàn Nga Vladimir Medensky cho biết sau cuộc đàm phán hôm 18 tháng 3. Liên Hợp Quốc thông báo rằng cùng với các đối tác của mình ở Ukraine, họ đã hoàn thành đoàn xe viện trợ nhân đạo đầu tiên đến thành phố Sumy, nằm ở phía đông bắc của đất nước. 130 tấn viện trợ thiết yếu bao gồm vật tư y tế, nước đóng chai, suất ăn sẵn và thực phẩm đóng hộp sẽ trực tiếp giúp đỡ khoảng 35.000 người. Điều phối viên của Liên Hợp Quốc về khủng hoảng Ukraine Armin Awad cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA đã tạo điều kiện cho cuộc đối thoại để đoàn xe nhân đạo đi qua an toàn. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 18 tháng 3 công bố video chiến đấu của trực thăng vũ trang K-52 tại một sân bay quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm quay video không được công bố, nhưng trận chiến dường như diễn ra trong chiến dịch đổ bộ kiểm soát sân bay Etenov gần thủ đô Kiev. Quân đội Nga cho biết phi cơ trong video là chiếc dẫn đầu biên đội hộ tống, yểm trợ các trực thăng Mi-8 đưa lực lượng đổ bộ đường không đến sân bay. Khi phát hiện mục tiêu đối phương dưới dạng cây, trực thăng vũ trang K-52 lập tức khai hỏa. Theo đó, trực thăng K-52 liên tục công kích mục tiêu mặt đất bằng pháo tự động 30mm và rocket, đồng thời thả mồi bẫy nhiệt để đánh lừa tên lửa phòng không vác vai đối phương. Tuy nhiên, chiếc K-52 vẫn trúng tên lửa từ lực lượng phòng thủ sân bay và phải hạ cánh khẩn cấp xuống cánh đồng trống gần đó. Tổ bay hai người tắt động cơ, rời trực thăng và cầm súng AK để bảo vệ vị trí. Quân đội Nga cho biết tổ bay không bị thương và được sơ tán trong đợt đổ quân bằng trực thăng ngay sau đó. CNN cho biết lực lượng Nga tấn công và giành quyền kiểm soát ở sân bay Antonov sáng ngày 24 tháng 2. Sân bay nằm ở Hostomel, vùng ngoại ô Tây Bắc Kiev, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ thủ đô của Ukraine. Giới chuyên gia quân sự cho rằng lực lượng đổ bộ sân bay Antonov thuộc lữ đoàn tấn công đường không cận vệ số 31 của Nga. Bangladesh đòi bồi thường hơn 22 triệu đô la Mỹ do tàu bị tên lửa tấn công ở Ukraine. Một con tàu của Bangladesh đậu ở cảng của Ukraine đã bị hư hại khi trúng tên lửa. Theo hãng tin Reuters ngày 18 tháng 3, Tập đoàn Vận tải biển Bangladesh BSC thuộc sở hữu nhà nước đang yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường 22,4 triệu đô la Mỹ cho một tàu chở hàng bị trúng tên lửa vào đầu tháng 3 này. Đây được cho là yêu cầu bảo hiểm hàng hải lớn đầu tiên từ cuộc xung đột ở Ukraine. Một quả tên lửa đã bắn trúng tàu Bangla Samridi được gắn cờ Bangladesh vào rạng sáng mùng 3 tháng 3. Con tàu của Bangladesh đã bị mắc kẹt ở Olvia kể từ ngày 24 tháng 2 sau khi Ukraine đóng cửa các cảng của mình do cuộc xung đột với Nga. Sau đó, BSC đã đưa ra yêu cầu bồi thường với công ty bảo hiểm của họ. Giám đốc điều hành của BSC, Commodore Suman Mahmoud Sabi, nói với Reuters rằng sẽ mất thời gian để xử lý đơn kiện. Nếu không đưa con tàu ra ngoài khu vực xung đột, công ty bảo hiểm rủi ro chiến tranh không thể cử người khảo sát để đánh giá lượng thiệt hại. Chúng tôi đang thực hiện tất cả các hành động cần thiết để bảo đảm lợi ích của chúng tôi, Sabi nói. Cơ quan vận tải biển của Liên Hợp Quốc tuần trước cho biết họ sẽ tạo ra một hành lang hàng hải an toàn cho các tàu buôn và thủy thủ đoàn mắc kẹt ở Biển Đen và Biển Azov. Trong những ngày gần đây, 4 tàu vận tải khác đã bị trúng đạn và một chiếc tàu đã bị chìm. Phí bảo hiểm đã tăng hơn 100% cho các chuyến đi đến khu vực kể từ khi xung đột nổ ra. Các công ty bảo hiểm đang theo dõi chặt chẽ các yêu cầu bồi thường, vốn có xu hướng tăng cao hơn nữa trong tương lai. Nhà máy sửa tiêm kích Ukraine sau đòn tấn công tên lửa của Nga. Ảnh vệ tinh cho thấy nhà máy sửa chữa tiêm kích chủ lực của Ukraine tại Lvov hứng chịu nhiều thiệt hại trong vụ tập kích tên lửa của Nga. Ảnh vệ tinh thương mại do hãng Planet Labs công bố hôm nay cho thấy khu nhà bảo dưỡng tiêm kích MiG-29 tại sân bay Lvov, miền Tây Ukraine bị đánh sập hoàn toàn sau đòn tấn công bằng tên lửa hành trình của quân đội Nga hôm 18 tháng 3, theo phân tích của AP. Hai tòa nhà gần đó cũng bị phá hủy và tạo ra nhiều đống đổ nát. Một tên lửa đánh vào bãi đỗ gần đầu đường băng, nơi có hàng loạt chiến đấu cơ nằm sát nhau, nhưng dường như đây là xác máy bay MiG-23-27 và MiG-21 đã bị loại biên, không nằm trong lực lượng chiến đấu của không quân Ukraine. Đây là vụ tập kích gần nhất với trung tâm thành phố Lvov, diễn ra trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh các cuộc tiến công ở phía tây Ukraine sau hơn 2 tuần chỉ tập trung vào các mục tiêu ở miền Bắc, miền Nam và miền Đông nước này.
Giới chuyên gia quân sự cho biết nhà máy sửa chữa máy bay Lvov thuộc sở hữu của chính phủ Ukraine là cơ sở duy nhất tại nước này có khả năng đại tu và bảo dưỡng tiêm kích MiG-29. Giới chức Ukraine trước đó thông báo, quân đội Nga đã phóng 6 tên lửa hành trình chưa rõ chủng loại từ Biển Đen vào nhà máy Lvov, trong đó 2 quả bị đánh chặn, không có thương vong trong cuộc tập kích. Hiện chưa rõ tác động trước mắt của đòn tấn công với khả năng chiến đấu của phi đội MiG-29 Ukraine do các căn cứ không quân vẫn có khả năng sửa chữa nhỏ với loại phi cơ này. Tuy nhiên, hậu quả sẽ thể hiện rõ hơn khi Ukraine không có lựa chọn sửa chữa lớn cho máy bay, nhất là những chiếc bị hư hại trong chiến đấu. Giới chuyên gia quân sự cũng nhận định cuộc tấn công sẽ khiến Ukraine khó tiếp nhận thêm tiêm kích MiG-29 và đưa chúng vào hoạt động. Đây không phải lần đầu quân đội Nga nhắm mục tiêu vào những cơ sở hạ tầng giúp Ukraine duy trì hoạt động cho chiến đấu cơ MiG-29. Tên lửa Nga hôm 11 tháng 3 đánh vào nhà máy sửa chữa động cơ ở thành phố miền Tây Lutsk, nơi duy nhất tại Ukraine có năng lực đại tu động cơ RD-33 trên tiêm kích MiG-29. Cơ sở này cũng chuyên bảo dưỡng động cơ phản lực sử dụng trên cường kích Su-24 và chiến đấu cơ Su-27 Ukraine. Nga ngày 24 tháng 2 thông báo mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine. Sau hơn 3 tuần chiến sự, Nga đã kiểm soát khu vực Kherson ở miền Nam và đang tiến vào trung tâm thành phố cảng chiến lược Mariupol ở đông nam Ukraine, trong khi nhiều thành phố lớn như Kiev và Kharkov đang bị bao vây. Mỹ tiếp tục tung đòn kinh tế với Nga. Phương Tây, do Mỹ dẫn đầu, đang đẩy nhanh các biện pháp gây khó khăn cho nền kinh tế Nga, đồng thời phát đi tín hiệu cảnh báo tới các quốc gia đứng về phía Nga. Hôm 18 tháng 3, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật đình chỉ quy chế tối huệ quốc với Nga, mở đường cho việc hàng hóa Nga xuất sang Mỹ có thể bị áp mức thuế cao vượt trội so với các nước khác. Thượng viện cũng phát đi tín hiệu sẽ nhanh chóng thông qua dự luật này. Sau tối huệ quốc có thể là dầu khí. Động thái trên của Lưỡng viện Quốc hội Mỹ đánh dấu bước đi mới của Washington trong việc gây khó khăn hơn nữa cho kinh tế Nga, vốn đang gặp rất nhiều khó khăn do các biện pháp cấm vận của phương Tây. Theo quy chế tối huệ quốc, các nước là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cam kết sẽ dành những ưu đãi thương mại tương tự nhau với các thành viên khác cùng thuộc tổ chức này. Đến giữa tháng 3 năm 2022, khoảng 1/4 trong số 164 thành viên của WTO chiếm 58% GDP toàn cầu đã tuyên bố hoặc thể hiện ý định sẵn sàng ngừng quy chế tối huệ quốc cho Nga, theo hãng tin Bloomberg. Ngoài Mỹ, danh sách này còn bao gồm 27 thành viên của Liên minh châu Âu-EU, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc và Úc. Điều này có nghĩa là hàng hóa Nga có thể đối mặt với thuế quan cao hơn các loại hàng hóa có tính chất tương tự của những nước khác tại hàng chục quốc gia, dẫn tới giảm tính cạnh tranh của hàng hóa Nga và xa hơn là các nhà sản xuất tại Nga. EU vẫn miễn cưỡng trong việc áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu khí và các sản phẩm tinh chế từ Nga do sự phụ thuộc lớn hơn. Đài CNN dẫn các nguồn tin ngoại giao tiết lộ, phương Tây đang cảm thấy khó khăn hơn trong việc lựa chọn các gói trừng phạt mới nhằm vào Nga. Điều này là vì tiêu chí vừa phải khiến Nga cảm thấy sức ép kinh tế mà dừng lại hành động quân sự ở Ukraine, lại cũng vừa phải đảm bảo không ảnh hưởng đến kinh tế của chính mình. Sự hiện diện của Tổng thống Biden tại hội nghị thượng đỉnh EU vào tuần tới có thể gia tăng áp lực lên các đối tác châu Âu không muốn cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga. Các nguồn tin ngoại giao ở châu Âu tiết lộ, nếu ông Biden kiên quyết bắt châu Âu đoạn tuyệt với dầu khí Nga, thì Brussels sẽ mặc cả yêu cầu này bằng việc Mỹ phải nới lỏng các điều kiện bán khí đốt hóa lỏng cho châu Âu. Về phía Nga, nước này nhiều lần hạ thấp mức độ ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt và cho rằng đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để nước này giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài. Theo hãng thông tấn TASS ngày 18 tháng 3, nội các Nga đã thông qua quy tắc phân phối chi tiêu ngân sách theo hướng linh hoạt và nhanh chóng, hỗ trợ doanh nghiệp lẫn người dân hơn. Ngân hàng Trung ương Nga cùng ngày cũng quyết định giữ nguyên lãi suất 20% một năm để duy trì ổn định tài chính và ngăn giá cả tăng không kiểm soát. Một số ngân hàng cũng hạn chế giao dịch ngoại tệ sau khi nhiều tài sản ở nước ngoài bị phong tỏa. Trong cuộc phỏng vấn với đài Russia Today vào ngày 18 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mô tả Nga là nhà vô địch vì đang có hơn 5.000 biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này. Áp lực trừng phạt sẽ tiếp tục, phương Tây đang đe dọa đợt trừng phạt thứ 5 và có thể sẽ còn đợt 6 nữa. Nhưng chúng tôi đã quen với việc đó rồi, ông Lavrov nêu quan điểm. Mỹ gây sức ép lên Trung Quốc. Sau Belarus, Trung Quốc nổi lên như mục tiêu gây sức ép tiếp theo của phương Tây. Cuộc hội đàm trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 18 tháng 3 trở thành tâm điểm chú ý theo sau cuộc gặp căng thẳng giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc ở Rome hồi đầu tuần này. Kế hoạch cho một cuộc hội đàm như vậy đã được thảo luận từ tháng 11 năm ngoái, song đặt trong bối cảnh hiện tại, việc làm rõ quan điểm của Trung Quốc đối với chiến dịch quân sự của Nga trở thành vấn đề nổi cộm số 1 của phía Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước thêm cuộc gặp cảnh báo Bắc Kinh sẽ có hậu quả nếu Trung Quốc ủng hộ thiết bị quân sự cho Nga, một cáo buộc mà hai nước này đã kiên quyết phủ nhận. Trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 3, người phát ngôn Triệu Lộc Kiền của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả các nỗ lực gây sức ép lên Trung Quốc trong vấn đề Ukraine là vô ích. Theo ông này, Bắc Kinh có quan điểm và cách đánh giá vấn đề riêng biệt và khách quan rằng Mỹ nên giải quyết vấn đề theo cách có trách nhiệm thay vì châm dầu vào lửa, theo báo South China Morning Post. Vài giờ trước cuộc hội đàm của ông Biden và ông Tập, thời báo Hoàn Cầu của chính quyền Bắc Kinh trích lời một quan chức cấp cao giấu tên cảnh báo Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận những lời đe dọa và ép buộc của Mỹ. Tờ báo này đe dọa rằng nếu Mỹ thực hiện các biện pháp làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và lợi ích của doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ không ngồi yên mà sẽ phản ứng mạnh mẽ và Mỹ không nên có bất kỳ ảo tưởng hoặc tính toán sai lầm nào về điều này. Giữa lúc giao tranh ác liệt, Nga đảo quân bất thường, chiến thuật mới hé lộ ở Ukraine. Một số dấu hiệu cho thấy có vẻ như lực lượng Nga ở Ukraine đang chùn bước, tuy nhiên có khả năng Moscow đang tận dụng thời gian chờ quân tiếp viện đến. Nga đang tăng thêm quân. Hôm 17 tháng 3, hình ảnh của các lực lượng Nga với xe tăng và các loại thiết giáp nặng rầm rộ rời khỏi khu vực Ossetia ở Georgia tiến tới mặt trận Ukraine đã được ghi lại. Đoạn phim được đăng nhiều lần trên mạng xã hội và mang đến những tranh cãi khác nhau, trong đó nổi bật với ý kiến cho rằng dường như sau 3 tuần giao tranh ác liệt, Moscow đang tìm cách củng cố lực lượng ở Ukraine bằng cách đưa thêm quân mới từ nơi khác đến. Một số coi đó là dấu hiệu cho thấy Nga đang chùn bước, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi. Liệu chu kỳ đàm phán giữa Nga và Ukraine có phải là để tận dụng thời gian chờ quân tiếp viện đến hay không, theo Financial Times? Ngay cả trước chiến dịch ở Ukraine, một số nhân vật quân sự như tướng về hưu David Petraeus, kiến trúc sư chiến dịch Mỹ ở Iraq năm 2007-2008, vẫn cho rằng Nga thiếu lực lượng cần thiết để tiến hành. Bộ Quốc phòng Anh mới đây tuyên bố Nga đã tìm cách tăng thêm binh sĩ để củng cố và thay thế những tổn thất về mặt nhân sự ở Ukraine. Để làm được điều đó, Moscow đang triển khai các lực lượng từ xa như quân khu phía Đông, hạm đội Thái Bình Dương và Armenia. Bên cạnh đó là tính đến các phương án lính đánh thuê và lính tình nguyện Syria và những nơi khác. Mỹ ước tính cho đến nay đã có khoảng 6.000 quân Nga đã không qua khỏi. Người Ukraine tin rằng con số này còn cao gấp đôi. Ngược lại, vào ngày 2 tháng 3, Moscow cho biết lực lượng nước này chỉ có 498 người đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Trong các cuộc xung đột vũ trang, số người bị thương thường gấp vài lần số người đã không qua khỏi. Dù con số vẫn chưa thực sự rõ ràng, giới quan sát vẫn cho rằng lực lượng tiến công ban đầu gần 200.000 người của Nga đang gặp khó trong việc duy trì các tuyến tiếp tế và bao vây để kiểm soát các thành phố lớn. Người Nga đang thiếu rất nhiều nhân lực, họ đã tiến theo nhiều trục và phân tán lực lượng. Jack Squalling, thành viên nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia cho biết, mặc dù quân đội Nga tiếp tục tấn công ở phía Nam và Đông Nam, các cuộc phản công của Ukraine đã làm chậm lại nỗ lực của Nga nhằm vào Kiev.